Quý vị khán giả thân mến, nấm linh chi từ khi xuất hiện thì đã được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu và đánh giá. Đây là loại nấm có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Từ khi giai đoạn đầu xuất hiện thì người ta chỉ biết nấm linh chi như một loại nấm khô bởi vì tính chất quý hiếm của nó. Và gần đây thì cũng có rất nhiều nơi đã sản xuất nấm linh chi ở nước ta. Thế nên là nấm linh chi xuất hiện nhiều hơn ở các siêu thị hay là thậm chí các chợ truyền thống. Và người tiêu dùng thì có điều kiện để tiếp xúc với nấm linh chi như một loại nấm thông thường khác. Và trong chương trình Món Mùi Thuốc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công dụng của nấm linh chi tươi lẫn nấm linh chi khô, thì cũng như là những cái món ăn nào sử dụng nấm linh chi hay là tác dụng để trị bệnh như thế nào. Hãy cùng tìm hiểu với Lương Y Nguyễn Công Đức quý vị nha. Xin chào Lương Y ạ. Chào Thúy Liễu, xin chào bà con đang xem đài. Thưa bà con, thì từ xa xưa người ta thấy ta nói là linh chi ngàn năm đó. Mới ghê chứ. Thành ra ý muốn nói là cái giá trị của nó là rất là cao. Thậm chí người ta cho rằng cái linh chi nó còn giá trị hơn là cả cái nhân sâm nữa. Và người ta thấy rằng linh chi có cả là 6 loại, là dựa vào cái màu sắc của nó thôi. Ví dụ như cái màu đen người ta nói hắc linh chi, màu xanh là thanh linh chi, màu vàng là hoàng linh chi, cái màu mà tím tím mà nó nói là tử linh chi, nó kệ nó. Nhưng mà cái mà thường dùng nhất mà phổ biến nhất chính là linh chi đỏ. Và linh chi đỏ là ở Nhật Bản người ta nghiên cứu rất nhiều và người ta trồng nhiều, cho nên hiện nay ở Việt Nam trồng nấm linh chi mà là linh chi đỏ. Có một cái công ty mà ta đề là linh chi Vina, tức là linh chi của Việt Nam là lấy giống từ Nhật Bản. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình sản xuất được cái nấm linh chi đỏ rồi lại xuất sang cho Nhật Bản, cái đó là cái linh chi đỏ là đây. Đó, cái tên khoa học của nó là Ganoderma ludium, ngam, nhưng mà nghĩa là người ta đã thấy nó như thế. Thì trên bàn này bà con thấy nè, tôi đang cầm đây là linh chi đỏ nha. Cái mà người ta là làm thuốc. Nguyên một cái đĩa này là đầu tiên nó là linh chi đỏ, là linh chi này nè. Nhưng tôi đã phiến nó ra, cái số lượng này là nửa ký. Bà con thấy nó có cái màu mà bóng đây. Đây là linh chi đỏ. Còn tôi cầm ở đây á, là bà con có nghe một cái loại nữa, người ta loại nấm liêm xanh. Thì đây, tức là cũng một dạng linh chi, nhưng mà nó lại là mọc ở trên cây liêm mà ở trong rừng. Theo tôi thấy thì đây là vấn đề rất là nguy hiểm ở chỗ là vệ sinh an toàn thực phẩm. Nè, bà con thấy nó dơ còn, dạ. Rồi trên tay tôi nè, bà con thấy em dơ. Nhưng có một điểm đặc biệt là cái mà nó bám ở trên cái tay của cái nấm ở đây á. Cái này là germanium. Là người ta thấy rằng nó tốt gấp 15 lần của nhân sâm. Và người ta thấy nó có một cái nữa là rất là quý, đó là polysaccharide. Người ta thấy trong nấm linh chi rất là cao hơn 5 lần cái nhân sâm, cho nên người ta rất là quý cái linh chi này. Ngoài ra thì ở trên bàn bà con cũng thấy chỗ Thúy Liễu đây là linh chi của Hàn Quốc, và nó đóng dấu luôn ở sau, là nó đóng dấu Korea luôn, để cho nó có xuất xứ rõ ràng. Và hiện nay cái này từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi một ký. Còn linh chi Việt Nam thì giá nó không cao, cho nên mình có thể sử dụng được. Còn cái nấm liêm xanh ở đây, cho nên nhà nghèo nghèo thì cứ liêm xanh mà xài. Và phổ biến trong dân gian lại cứ xài cái nấm liêm xanh này để mà trị ung thư. Đấy, cái đó là cái mà tôi muốn nhắc nhở bà con. Như vậy công dụng của nấm linh chi là như thế nào thưa Lương Y? Mình thấy cái tác dụng thứ nhất nó là chống dị ứng, chống viêm. Ngoài ra nó là số bệnh như là
co thắt cơ tim là xài nấm linh chi rất là tốt. Cái thứ hai nữa nó là các bệnh đã nói tim thì các bệnh về mạch vành, rồi các bệnh về phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh, tức là hay có những cơn bốc hỏa, xài nấm linh chi rất là tốt. Ngoài ra là viêm phế quản, trong đó là vì phế quản cho nên nó liên quan đến là hen suyễn, rồi là những trường hợp là thấp khớp, hay nhất là các cái khớp mãn tính, rồi đặc biệt nữa là bệnh đường tiêu hóa, tức là ăn không tiêu, rồi viêm loét dạ dày tá tràng, là viêm đại tràng vân vân. Và một cái đặc biệt là nấm linh chi chủ trị, còn nói cách khác tức là giá trị nhất đối với những trường hợp là viêm gan cấp và mãn tính. Gan là nói tới gan là nói tới cái linh chi, và vì gan khai khiếu ra mắt cho nên những người nào mà mắt là kém hôm hem thì dùng nấm linh chi rất là tốt. Ngoài ra ngủ không được không thì dùng nấm linh chi thì ngủ được, tức là nó an thần. Và một đặc biệt nữa là tăng trí nhớ, tăng tuổi thọ và đẹp tươi nhan sắc. Đó là những cái đặc biệt của cái nấm linh chi. Thế nhưng mà cái câu hỏi đầu tiên hồi nãy á, chúng ta đặt vấn đề là hiện nay là có cái nấm linh chi mà là nó còn tươi. Cái này là ở Hà Nội có, ở thành phố Hồ Chí Minh có. Nó bọc trong một cái bao rất là đẹp, 100 gram, 200 gram, giá không cao, có 96.000 à 100 gram. Thì từ cái tươi đó, tươi chẳng qua là nó mềm mình dễ thôi. Còn cái này thì bà con xin thưa là mình sắc nó rất là khổ, nó rất là khó. Chưa kể là mình nấu là nó khó ra nữa. Còn cái tươi kia nấu là nó ra liền. Cho dù tươi hay là khô thì khi sử dụng nó bắt buộc phải nấu, lấy nước rồi mới nấu các cái món ăn khác. Chứ không thể là bỏ cái miếng này vô rồi lúc mình nhai không được. Cái đó mới là cái đặc biệt. Tóm lại có nấm linh chi tươi, nhưng mà theo tôi thì công dụng thì như nhau, nhưng mà theo tôi thì cũng không nó đắt tiền quá, thôi ta cũng không xài. Cứ linh chi khô mà xài. Như vậy thì cũng có nấm linh chi tươi, có thể nó là một loại mới mà xuất hiện gần đây đúng không ạ? Vậy như vậy với nấm linh chi tươi thì chúng ta sử dụng những món ăn nào được thưa Lương Nghi? Mình cũng chia làm đôi đi, một cái ngọt, một cái mặn. Nếu ngọt thì cứ linh chi thoải mái như thế này. Người ta bảo là xay tươi thì nó dễ hơn. Mình thái mỏng ra dễ, mình nấu hoặc là mình hãm nước sôi, mình uống bình thường. Liều mỗi ngày là 20 gram, đơn giản thôi. Đó. Còn nếu như mà một số nhà khoa học người ta không cho xay nha. Người ta bảo nếu mà linh chi mà khô như thế này, bỏ vô máy xay, trong quá trình xay nó va đập của cái máy á, nó làm cho mất đi các cái chất dinh dưỡng có ở trong linh chi. Thì người ta thấy linh chi nó có nhiều cái chất dinh dưỡng khác nhau, trong đó ngoài một cái số vi lượng mà đặc biệt magie, mangan, kẽm, sắt, đồng là những cái rất cần thiết cho cơ thể, vitamin C rất là nhiều, beta carotene rất nhiều để cho nó sáng mắt, nó bổ gan. Đó, chúng ta thấy nó dinh dưỡng nó như thế, và đặc biệt là nó trên này ta thấy nè, mình có thói quen mình nói đây nè, mình rờ là mình thấy nó dơ thì mình đem mình đi rửa đi, thì vô tình là cái sạch magnesium mình nó mất đi. Mà cái chất mà cần thiết và bổ dưỡng chính là sạch magnesium ở là cái này nè, đây nè bà con xem nè. Nó dê dính dơ như thế này, nãy giờ tôi cứ chà chà chà, chà. Và nếu mà chà cho kỹ bà con thấy như nãy nãy em đây bóng. Bà con thấy này, đó đây tôi chà nó bóng đẹp chưa? Thấy chưa? Đấy, mà nhưng mà cái tay mình dơ. Cái trong này mới là cái quan trọng, là cái chất bổ dưỡng từ cái linh chi rệt magnesium nha. Ngoài ra nó có cái polysaccharide ở trong này, nó rất là cao hơn cả nhân sâm, mà mình nghe nói nhân sâm là đã quý rồi, như thế thì linh chi còn quý hơn. Cho nên cái linh chi nếu mà nói trong sử dụng thuốc thì linh chi là giá trị hơn nhân sâm. Vì vậy thì chúng ta sử dụng như thế nào thưa Lương Y, bao liều lượng bao nhiêu trong một ngày, hay là có những đối tượng nào chúng ta không nên dùng nấm linh chi không ạ? Vâng, mỗi ngày ta dùng chỉ 20 gram thôi. 20 gram nó như thế này đã sắc ra rồi. Và chúng ta nấu hình như phải hơi lâu. Nấu hơi bố là 20 phút cho đến 30 phút. Nó ra nước rồi, nước cứ lấy uống bình thường thôi. 20 gram thì ta nấu uống.
để ổn định huyết áp, để ổn định đường huyết, để bổ gan, để trị những trường hợp là viêm gan cấp, viêm gan mãn tính. Ngoài ra chúng ta thấy nếu nó phối hợp với những cái khác nữa thì nó lại điều trị. Thí dụ như nếu mà lấy cái linh chi không thì nó chỉ bổ những cái như mình vừa kể thôi. Nhưng mà những người thí dụ như là sau khi mà hậu Covid nè, hụt hơi nè, rồi ho kéo dài thì phối hợp nó với huỳnh kỳ. Tức là 20 gram là linh chi với 20 gram huỳnh kỳ cũng nấu hoặc là hãm nước sôi uống thì thấy thở rất là tốt. Rồi lên cầu thang hụt hơi thì bây giờ mình lên cầu thang thoải mái. Nếu phối hợp nó với nhân trần chi tử thì là trị vàng da vàng mắt, đi cầu bón. À thì đó là nó bổ gan. Tức là nó đi với cái dược liệu nào thì nó tăng tác dụng hoặc nó chủ trị theo cái dược liệu đi kèm. À thí dụ huỳnh kỳ bổ khí thì nó bổ khí, nó đi với kỷ tử là bổ gan, à thì nó bổ gan. Và chúng ta lưu ý một cái nữa là phụ nữ mà có thai á, nếu mà xài kỷ tử thì sợ là sảy thai. Nhưng mà nếu mà đi với linh chi nữa thì là cái hiện tượng mà sợ sảy thai nó lại mất đi. Còn nếu mà cho em bé bú mà dùng cái kỷ tử để mà nấu hoặc hãm á, thì mình sợ là tắc tia sữa. Nhưng mà đi với linh chi thì là không bị tắc tia sữa mà lại sữa nhiều. Cho nên cái linh chi nó kết hợp với cái khác thì thấy nó tăng tác dụng, tăng tác dụng hoặc là nó bỏ đi những cái tác dụng phụ. Dạ. À, cái đó là ý nghĩa linh chi. Thế bây giờ cho Thúy Liễu là 100 gram linh chi khô về đây. Thúy Liễu hầm gà ác coi. Rồi bây giờ hầm sao nói nghe. Dạ, như Lương Y vừa chia sẻ thì có lẽ là đối với loại khô này thì lúc nào chúng ta cũng phải cần là nấu nước trước không ạ? Đúng. Và lấy cái đúng. Nước đó rồi mới hầm gà đúng không? Chính xác. Dạ. Đó, thì thành ra cứ nấu, lấy nước rồi mới hầm gà, hầm bồ câu. Rồi dĩ nhiên mình sẽ thêm táo đỏ này, kỷ tử ha. Ừ. Rồi là nhãn nhục ha. Dưới quê mình là có củ năng ha. Dạ, củ năng rất là ngon. Nghe hấp dẫn luôn, quá. Hấp dẫn quá ha. Rồi hạt sen. Đó, thành ra đó. Đó, cho nên tóm lại linh chi bổ nhưng mà phải nấu lấy nước. Rồi tránh trường hợp chúng ta thấy nó khô như thế này, xay cho nó nát ra. Theo các nhà khoa học, ổng không chịu. Ổng nói như vậy tức là nó đã thay đổi các dinh dưỡng có ở trong linh chi. Cấm. Dạ. Thành ra chỉ sắc lát như thế này thôi. Rồi chúng ta nấu lấy nước, rồi uống trực tiếp hoặc là hãm nước sôi. Nhưng hãm nước sôi không ra dược liệu, cho nên bắt buộc phải nấu đối với cái linh chi khô. Dạ, với nhiều công dụng như vậy thì không biết có đối tượng nào chúng ta không được dùng linh chi hay không, hay là dành cho tất cả các đối tượng thôi Lương Y? Coi như linh chi nó bổ như thế và nó lành như thế, cho nên gần như không có chống chỉ định cho bất kỳ một cái bệnh nào hết. Dạ, vâng. Ngay cả người lớn trẻ em gì cũng được dùng được hết. Vâng, mình trẻ em người lớn gì tốt, nhưng mà người có tuổi thì nó phù hợp hơn. Dạ, cảm ơn Lương Y rất là nhiều ạ. Vâng. Đã cung cấp cho quý vị khán giả Đài Phát thanh truyền hình Long An biết được một loại dược liệu quý, đó chính là nấm linh chi. Quý vị thân mến, và ngày hôm nay chúng ta đã biết được rất nhiều món ăn bài thuốc từ nấm linh chi không ạ? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo với rất nhiều món ăn bài thuốc từ những cây cỏ dược liệu xung quanh nhà chúng ta nhé. Còn bây giờ thì Thí Liễu cùng với Lương Y Nguyễn Công Đức mới chào tạm biệt quý vị.